Những ngày qua, bên cạnh công việc thường ngày của một giao dịch viên, các nhân viên tại phòng giao dịch điện lực Phan Thiết còn kiêm thêm công việc của một tuyên truyền viên. Ngồi tiếp khách hàng về cái dịch vụ điện thì giao dịch viên của chúng tôi còn hướng dẫn khách hàng về cái chương trình giờ trái đất để cùng nhau tiết kiệm điện. Trước tiên là thấy khi mình không sử dụng tất cả các phương tiện điện trong một giờ thì nó đã tiết kiệm cho gia đình mình rồi. Rồi lúc đó thì bữa nay là toàn cầu cho nên thì thấy nó rất là có ý nghĩa. Để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm nay, Điện lực Bình Thuận đã kêu gọi các tổ chức, cơ quan và khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục cùng đồng hành góp sức chống lại biến đổi khí hậu, thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2024. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, các cơ quan truyền thông thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền có hiệu quả trong thực tiễn, tác động đến nhiều đối tượng khách hàng trong việc chuyển biến nhận thức thành hành động, sử dụng điện tiết kiệm. Triển khai thông tin này rất chi tiết tới từng nhân viên một, để không phải là bảo vệ doanh nghiệp nữa, bảo vệ từng cá nhân họ, từng ngôi nhà nhỏ của họ. Và song song đó thì nhân viên họ cũng chia sẻ những cái thông tin từ Điện lực Bình Thuận tới khách hàng bằng cách là gửi tới thông tin từng khách một. Phát động đến toàn thể cán bộ công nhân viên là tích cực quảng bá chiến dịch giờ trái đất năm 2024 thông qua các trang mạng truyền thông. Thì cán bộ công nhân viên cũng vận động người thân, gia đình là tham gia là tắt bớt các bóng đèn, các thiết bị điện, những chưa không cần thiết trong thời gian từ 8:30 phút tới 9:30 phút ngày 23 tháng 3 năm 2024. Chiến dịch giờ trái đất lần đầu tiên được tiến hành tại thành phố Sydney của Australia vào năm 2007. Sự kiện này đã trở thành một trong những chiến dịch vì môi trường lớn nhất thế giới, được hưởng ứng tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Hoạt động chính là cùng tắt đèn, thiết bị không cần thiết để thể hiện sự ủng hộ đối với hành tinh, trách nhiệm của mỗi người đối với việc bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu. 20:30 phút tối 23 tháng 3 tới đây, chiến dịch giờ trái đất 2024 sẽ được thực hiện đồng loạt quy mô toàn thế giới, với chủ đề giảm dấu chân carbon hướng tới net zero, nhằm kêu gọi các quốc gia cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phát triển bền vững, trong đó áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, mở rộng các hành lang đa dạng sinh học, các khu bảo tồn, giảm thiểu phát thải, chuyển đổi năng lượng tái tạo trong các lĩnh vực, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ nhằm giảm áp lực lên môi trường tự nhiên. Tại tỉnh Bình Thuận cũng đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng sẵn sàng cho sự kiện đầy ý nghĩa này.